không hề tránh né ánh mắt của người khác, công khai ngay tại nơi đây, ôm ấp Nguyễn Tổng. Liên quan gì tới anh? Anh cũng đâu có kém. Cô gái sexy nhỏ tuổi đó có thể làm con gái của anh được luôn. Sao vậy? Bị đá rồi à? Tây tử, tôi về trước. Tạm biệt. Tạm biệt. Đi nha. Tạm biệt. Tạm biệt. Alo, anh Hòa Bình. Công việc của anh cũng gần xong rồi. Anh chuẩn bị nghe lời của em, phải thưởng cho Bao Tử một lần. Vậy còn được. Vậy 10 phút nữa anh tới đón em. Được rồi, tạm biệt anh. Xin chào, giúp tôi đặt hai chỗ lúc 7:30. Đúng rồi, Mộc Tử Lý. Được, tạm biệt. Lý Đình à, anh đặt bàn rồi sao? Đúng, đi thôi. Không phải, anh Hòa Bình vừa mới gọi điện tới, có thể cùng tôi đi ăn tối. Tôi đã đồng ý rồi, anh ấy vừa gọi tới, tôi cũng không nghĩ nhiều. Như vậy đi, mấy hôm nữa tôi sẽ mời anh lại. Cũng chỉ là một bữa ăn thôi. Cô có hẹn rồi thì chúng ta để ngày khác. Cứ quyết định như vậy. Tạm biệt. Tạm biệt. Uống chút nước đi. Nè, cảm ơn. Hai người ngồi trước đi. Đặc biệt đến đây ăn cơm, nhìn cho kỹ, nếu như em muốn mời, anh mà cũng sẽ không bỏ tiền đúng không? Nói gì vậy? Em do đột nhiên nhớ đến món ăn quê nhà. Huống chi món ăn anh Mạc nấu mùi vị không giống ba em. Cậu nói món ăn nhắm sao? Không phải món nào cũng có đâu. Món ngon đều bị khách gọi hết rồi. Tôi xem thử cho hai người lần nữa. Chúng ta có gì thì gọi đó. Món chính này mới là phần quan trọng của tôi. Tối nay hai người gọi món gì vậy? Cháo thịt trứng muối. Được, tôi cũng muốn một báo cháo thịt trứng muối. Sẵn tiện làm thêm mấy món sở trường của anh đi. Hai người ngồi đợi trước. Món ăn sẽ mang lên ngay. Cảm ơn. Không phải món ăn của anh mà khiến em nhớ đến ba mình chứ? Hai ngày nữa là ngày giỗ của ba em. Em muốn hồi tưởng lại món ăn sở trường của ông ấy. Hơn nữa, dù sao ba em cũng qua đời 5 năm rồi. Em nghĩ mình nên thử tự mình bước ra khỏi chuyện này. Cũng gần vậy. Hôm nay cũng không tính là muộn lắm. Sao vậy? Alo.
Ai vậy? Alo. Alo. Ai tìm em vậy? Không biết. Thực ra có một chuyện em luôn không dám nói với anh. Hai tháng nay em luôn bị một fan mất lý trí làm phiền. Trước thì tặng qua, sau đó không ngừng bày tỏ tình cảm với em trên trang web của mình. Cuộc gọi của em bây giờ không biết có phải. Chuyện đã được hai tháng rồi, sao bây giờ mới nói? Chính Đông có biết không? Anh đừng lo lắng, không nghiêm trọng như vậy đâu. Chỉ có thể do em chuyện bé xé ra to. Gì mà chuyện bé xé to? Chuyện thế này không thể nào thiếu cảnh giác được. Để nói chuyện này với cấp trên chưa? Hay là đến đồn cảnh sát báo án? Anh Hòa Bình không biết chừng mực như vậy, anh bắt đầu khiến em căng thẳng rồi. Em biết không, ở nước ngoài có xảy ra chuyện fan cuồng, gây hại cho người của công chúng, cho nên anh đặc biệt lo lắng. Anh Hòa Bình, thực ra anh cũng rất quan tâm em đó. Đứa em ngốc, anh là anh của em, đương nhiên phải quan tâm em rồi. Nhưng mà em phải hứa với anh, ngày mai vừa đến đài truyền hình thì phải xử lý chuyện này. Nếu không, anh nói cho chính Đông biết. Bản thân em là người của công chúng, nhất định phải bảo vệ bản thân mình an toàn, biết không? Các đồng nghiệp có biết chuyện này không? Lý Định của tổ chức chương trình của bọn em, anh ấy nói nếu như ghi hình muộn quá thì anh ấy sẽ cùng em xuống tầng hầm lấy xe. Vậy thì tốt. Nếu như em hy vọng mỗi khi ghi hình xong, anh đều đến đón em, anh có thể không? Được chứ. Chỉ cần anh rảnh nhất định sẽ đến đón em. Đi thôi. Sao vậy? Người cổ đại 10 giờ phải lên giường ngủ như em. Hôm nay không muốn đi ngủ sao? Hôm nay theo anh thử cuộc sống gì đêm, đi thôi. Không đâu. Em muốn mời anh vào nhà ngồi chơi. Em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh. Được thôi. Nhưng mà em không sợ dẫn sói vào nhà sao? Em nghiêm túc đó. Được, mời. Anh cứ tự nhiên ngồi, em đi pha trà. Đừng làm nữa, em nói xong thì anh đi. Đợi đã.
đó chúng em còn quá trẻ. Thực ra có nhiều chuyện không nghĩ rõ ràng, cho nên hai người chia tay đơn giản chỉ vì hết duyên. Không phải ai phụ bạc ai sao? Không có. Có phải Hòa Bình đã nói gì với anh không? Không có. Mối quan hệ giữa hai người lúc trước anh vừa vào cửa mới biết. Có phải rất để tâm không? Chính Đông, Chính Đông, anh làm sao vậy? Không sao, anh không để tâm. Thực ra em chịu nói sự thật với anh biết. Anh rất vui. Anh khóc sao? Không sao, anh vui quá. Chứng tỏ anh quả thực không nhìn lầm người. Trường Chính Đông, mày đã đồ ngu ngốc. Suýt chút nữa đã rơi vào cạm bẫy tình yêu của Vu Gia Kỳ. Vu Gia Kỳ, cô đừng mong đùa giỡn với tôi giống Hòa Bình. Đợi tôi khiến cô đau khổ tột cùng. Khi Trey kể chuyện tình yêu trong quá khứ của mình như một giải thoát vậy, Khay càng chắc chắn quyết định của mình là chính xác. Cuối cùng với sự dày công sắp đặt của Ka, Trey đã bị anh nắm bắt lấy thật chặt. Thành quả không dễ dàng biết mấy. Tuy rằng Ka trong tình trường chưa từng thất bại, suýt chút nữa bị cô gái này mê hoặc. Một câu duyên phận đã hết, nói nghe nhẹ nhàng thế, nhưng lại suýt chút nữa khiến người khác mất mạng. Độc nhất là lòng dạ đàn bà. Đã đến lúc lấy gậy ông đập lưng ông rồi. Alo. Lu, cậu lại viết xong bản thảo sao? Giúp đỡ đi anh hai, mỗi ngày tôi đều bị nhìn chằm chằm đến hết cách rồi đây. Tối nay tôi sẽ đăng hai chương lên được chưa? Cứ đợi đi. Được, được, được. Đúng rồi, sếp chúng tôi nói anh đừng kết thúc sớm như vậy. Bây giờ đang đoạn cao trào, có thể viết dài hơn thì cứ viết.